Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề thuốc gây ảnh hưởng xấu đến tập luyện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, luyện tập thể dục thể thao dù ở bất cứ mức độ nào cũng luôn được khuyến khích vì những lợi ích với sức khỏe. Tuy nhiên, có một số loại thuốc gây tác dụng không mong muốn làm ảnh hưởng xấu hay tương tác không tốt với hiệu quả của việc tập luyện cần được chú ý. Thuốc giảm đau Thông thường, thuốc giảm đau có chứa một trong hai hoạt chất là acetaminophen và ibuprofen. Đau là dấu hiệu cảnh báo tổn thương trong cơ thể, thường gặp là tổn thương mô, nên nếu sử dụng thuốc giảm đau quá mức có thể làm lu mờ triệu chứng dẫn đến can thiệp muộn và có thể để lại di chứng. Chẳng hạn nếu bị bong gân và chỉ sử dụng thuốc giảm đau thì người bệnh không thể lành bệnh mà còn khiến tổn thương khó hồi phục ngoài ra với thuốc giảm đau chống viêm không steroid như ibuprofen có thể gây ra giữ nước không tốt cho thận và gây căng thẳng thêm cho hệ thống tim mạch do đó trước khi sử dụng thuốc giảm đau người bệnh nên được thăm khám cụ thể vì có những trường hợp phải có sự can thiệp khác ngoài thuốc giảm đau chẳng hạn như bị bong gân việc cần làm trước tiên là nghỉ ngơi hạn chế vận động chứ không phải dùng thuốc giảm đau bên cạnh đó nếu dùng bừa và lạm dụng còn khiến bệnh nặng thêm thuốc chống trầm cảm. Khi sử dụng thuốc chống trầm cảm có tác dụng làm ổn định các chất hóa học trong não và cải thiện tâm trạng, tuy nhiên thuốc cũng gây tác dụng không mong muốn là mệt mỏi và buồn ngủ. Sau vài tuần sử dụng, thuốc chống trầm cảm cũng có tác dụng phụ gây tăng cân, trong khi đó nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tập thể dục có thể giúp cải thiện tâm trạng và tình trạng trầm cảm. Vậy làm thế nào để người bệnh vừa sử dụng thuốc lại có thể kết hợp với tập luyện để nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh? Lời khuyên là người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị để lựa chọn loại thuốc chống trầm cảm nhưng không gây buồn ngủ hoặc lựa chọn liều thấp hơn hay thay đổi thời gian uống thuốc như uống trước khi đi ngủ để khỏi ảnh hưởng đến việc luyện tập. Thuốc kháng histamin buồn ngủ là một tác dụng không mong muốn thường gặp của thuốc kháng histamin đặc biệt là các thuốc thế hệ cũ như cloferamin nếu bạn uống thuốc kháng histamin và chạy bộ thì buồn ngủ có thể khiến bạn bị lạc đường thậm chí bị thương để tránh những tai nạn không đáng có này người bệnh nên lựa chọn những loại thuốc kháng histamin thế hệ mới không gây buồn ngủ và được ghi rõ trong thông tin của thuốc Trường hợp đặc biệt, nếu bạn vẫn muốn hoặc bắt buộc phải dùng loại thuốc có tác dụng phụ này thì nên sử dụng đúng cách, tốt nhất là không nên thực hiện việc luyện tập trong vòng 4 giờ sau khi uống thuốc. Thuốc kháng histamin được sử dụng để điều trị các phản ứng dị ứng ở mũi, ví dụ như ngứa, chảy nước mũi, hắt hơi, nổi mày đay, ban da, viêm da dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, các trường hợp bị côn trùng cắn. Theo trang báo mới, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sử dụng nhiều thịt đỏ và thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do so rượu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những người ăn nhiều thịt đỏ thường trẻ hơn, là nam giới có chỉ số khối cơ thể cao hơn, hấp thu calo và trao đổi chất kém hơn. Ngoài ra, những người ăn một lượng lớn thịt nấu chín bằng những phương pháp không lành mạnh như chiên hoặc nướng bị tăng hàm lượng heterocyclic amines. Các thành phần tiền viêm được tìm thấy trong thịt nướng và do vậy phát triển tình trạng kháng insulin. Một Sô cô la đen có các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, một nghiên cứu đặc biệt từ các nhà nghiên cứu tại Harvard Hoa Kỳ cho thấy tiêu thụ sô cô la đen có thể mang lại lợi ích cho tim. Điều quan trọng là nên tiêu thụ loại sô cô la đen có hàm lượng ca cao 70% trở lên. 2. Đậu. Đậu có các chất chống oxy hóa cùng với protein và chứa ít hoặc không có chất béo và cholesterol. Đậu có thể dễ dàng được thêm vào các món ăn khác hoặc ăn một mình. 3. Nho khô. Ngoài hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nho khô cũng được biết đến như là chất làm tăng năng lượng. Thật thú vị, nho khô chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn quả nho thường. Vì vậy, bạn có thể mang theo một gói nho khô tiện dụng ở bất cứ nơi nào bạn đi để thêm năng lượng và tăng cường chống oxy hóa cho cơ thể. 4. Lúa mạch là một nguồn chất chống oxy hóa tốt, nhưng nếu bạn muốn gặt hái nhiều lợi ích hơn nữa, hãy ngâm hạt ngũ cốc này và để chúng nảy mầm. Bằng cách này, hàm lượng chất chống oxy hóa của cây lúa mạch tăng lên và dễ tiêu hóa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bốn cách đơn giản để ngăn ngừa đột quỵ như chế độ ăn, tập thể dục, bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.